Hi, xin chào các bạn, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là IT. Và mình sẽ chơi tiếp game GTA 4 nha. Ok. Mình mới tậu được thêm một chiếc xe xịn. Thì bây giờ mình sẽ tới chỗ Jimmy nha. Có vẻ xa. 50 Giờ đi taxi quá. In 400 yards, turn right. Em yêu gọi chị đây. Nico, em là Carmen nè. Công việc đang giết em. Nhưng em thích anh. Nó đang gặp áp lực về công việc, nó ghét mọi thứ nên nó ghét nhiều thứ, nhưng mà nó thích mình, đương nhiên rồi. Đương nhiên là phải thích anh, anh bạn trai quá mà. Đi taxi cho nhanh. Ok, đi nghe bà luôn ở đây. Ok, cảm ơn anh. Vào gặp Jimmy. One last thing. Em xin tươi một cuộc cho một ly vodka. Đây, ông tới đây. Nico, rất vui được gặp anh. Ông khỏe không? Chúng ta có một vấn đề. Không biết tao nghĩ về việc gì. Mày đóng tất cả giấc mơ của mày. Commissioner, no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. But I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you. I looked out for you, and I'll pay good, real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. Cái món hàng. Cái món hàng lúc trước mình lấy dạ dọng á. Cái món hàng mà lúc mình với thằng rồi để ông nói lên nha, nói xong nói là mình thôi. Thì ông bắt mình đi bán cái món hàng, còn cái món hàng mà lúc mình đi cướp hai chiếc cano của heroin đó, bán cái món hàng rồi heroin đó. Mà ông nói trong nhiệm vụ này thì có mình phải hợp tác với thằng Dimitri nữa. Thì đương nhiên cái thằng Dimitri mình Nico không thể nào mà hợp tác với nó được. Nó ghét thằng Dimitri lắm mà đúng không? Dimitri là kẻ thù. Thì ông gây áp lực cho Nico phải đồng ý. Ok. Ủa sao đâu rồi? Cái đồng ý này thì Nico với miễn cưỡng thôi. Roman, I have a problem. Roman, tao có vấn đề. Anh có vấn đề, Nico. Tất cả về cái gì? This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Reskolov again. Tao could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right?
Nico đang tham vấn thử mấy người của thân của mình đó. Hay là gọi Roman hỏi thử có nên làm hay không. Now that I know where Dimitri is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. Thì Nick Owen Roman khuyên Nicole là nên bỏ qua cái tất cả cái mối thù đó đi, thì nên đồng ý, nó khuyên Nicole nên đồng ý. Hey Kate, I have a decision. Giờ gọi cho Kate. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It'll make things easier for me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Thì con Kate thì nó không cho Nico làm. Nó bắt Nico phải chọn. Một á, Nico mà làm á, nói chung là Nico, nếu mình nó nói Nico mà đồng ý làm á thì nó sẽ không không nhìn mặt Nico nữa, nói chung là không chơi với Nico nữa, nghỉ chơi. Giờ mình sẽ quyết định làm hay không. Đây coi, đọc nhân nè. Thì thằng Roman nó khuyên Nico nên làm đúng không? Nhưng mà nhân tình cũng khuyên vậy luôn. Nếu á bây giờ mình quyết định làm thì xuống cái chỗ dấu màu xanh đó kìa, trên bản đồ các bạn thấy cái chỗ màu xanh, điểm màu xanh đó, cái đồng tiền đó, thì mình sẽ làm để lấy tiền. Còn giờ mình không làm thì mình sẽ tới cái chỗ màu đỏ này, chắc là để giết cái thằng Dimitri, mình nghĩ là vậy. Thì thôi làm đi ha. Roman khuyên mình làm, ok đi làm. Được rồi, chiếc xe, ok. Ê trời, motherfuck, mày muốn giết, mày muốn anh giết mày sao? Ê đấm ai vậy? Đấm nó kìa. Đấy, sao bây giờ mình già đó? Cút mày, đậu phộng. Ơi sao để nó quýnh vậy? Ôi cút, cút khỏi chỗ này để tao lấy cái xe, lấy xe. Ok mình sẽ đi làm. Tại vì mình nghĩ món tiền lần này chắc cũng lớn, phí vụ lớn mà. Bán heroin, bán heroin thì đương nhiên phải nhiều tiền thôi. Gì, rớt luôn cả các bạn. Cái xe taxi này chạy gà thế nhỉ. Vậy nhiệm vụ này mình sẽ đi với Phil. Vô xe đi. Dimitri's giving the buyer the H while we pick up the money. We'll get a call from him when they have the stuff. Then the buyers will hand over the funds. Could be simple. Có tin nhắn này. How come everything we get into starts off simple and ends up real complicated? Well, at least I don't have to see that weasel Dimitri in the flesh. Ôi. Yeah, I met him when Jimmy P set up the deal. There's something about him I don't trust. He ain't someone I'd work with more. Roman ủng hộ việc mình làm, mình đồng ý làm việc này. That's a smart move. I worked with him and he double-crossed me.
Cái motherfucker sao xe khó chạy lắm. Ôi, vì Tom có phát xe nó cháy luôn kìa. Đậu phộng xe gì vậy? Xe giấy à? Mới tông phát lực thôi. Anh là người giữ tiền phải không? Ở bên lấy tiền nhưng mà giữ. Calculating route. Ok, đi vô. Ơi, mình đi nhầm đường rồi. À, đường này cũng được không? Đó, nó chỉ. Ok. Nico, rất nó rất là vui khi là làm việc lại với anh. Đậu phộng. Tao chỉ muốn có tiền để xong về nhà thôi. Easier for who? What the fuck are you doing? Me and Phil are in their compound. What's going to happen if they find out? If I was you, I'd go and get the money off them. It has to be on the site. That way we all win. Good luck, Nico. Ơi, cái thằng Dimitri. He's killed the guys collecting the stuff. Dimitri nó lấy tiền rồi, nó giết cái người giao tiền á. Nó lấy mấy tiền rồi. Rồi, giờ ông Phil chạy vô lấy tiền lại. Chờ tao Phil ơi. Ôi, chờ tao. Vậy là mình phải thủ súng trước hả? Cầm cái này chạy cho nhẹ nè. Từ từ Phil ơi, Phil. Từ từ thôi, đừng nóng quá. Nóng quá mất hồn Phil ơi. Chuyện đâu còn có đó Phil ơi. Có tao đây. Stick close to me, Nico. Từ từ Phil à. Mày hấp tấp vào đó chừng nó bắn mày chết đấy. This way. Đây hả? Once we're in, it's all or nothing. Let's go then. Ôi. Vô luôn à. Cho tao bắn với. Ồ, đông vãi. Ôi. Bắn con mẹ mày. Ơi, coi chừng. Gài đạn hả con? Gài đạn hả con? Nấp hả cu. Này thì nấp. À. Ơ, lộn đẹp phải. Từ từ Phil ơi, Phil rồi. Đi đi Phil đi. Từ từ, núp sau lưng tao nè. Chạy hả con? Mày cho mày ra hụt nha. Mấy thằng này chết tội vãi. Ôi, từ từ. Ôi, thằng nào bắn tao? Thằng nào? Mày chơi bắn mày. Chơi bắn lén à. Từ từ Phil, coi chừng nó bắn lén giống tao đó Phil ơi. Ghê lắm Phil ơi. À, nấp rồi. Này thì nấp. Giữa chán. Què vô nè. Nấp nè. Từ từ Phil ơi. Nó tụi nó ghê lắm Phil ơi. Nó thông nét đít mẹ Phil ơi. Tụi mày ngon đưa đầu ra đây. Chết. Thấy chưa? Tao nói rồi. Đi Phil. Ui.
cái gì vậy? Cái gì? Mày bắn mày phải nói trước chứ. Tự nhiên khơi khơi bắn vậy. Ai chơi được? Đâu, ta không chơi kiểu đó đâu nha. Ăn gian lắm nha. Không được ăn gian nha. Cái này chỉ là game thôi mà. Tụi mày bắn, tụi mày báo trước cho tao biết. Defuse. Ui, nó defuse. Bắn nó defuse, bắn nó. Đừng để nó bắn tao defuse ơi. Này thì bắn, này thì bắn. Mấy chú tưởng mấy chú là ai chứ. Lấp đâu vậy, lấp đâu vậy. Đừng nốc mệt ơi. Này thì nốc. Này thì nốc. À, mày hụt rồi nha. Này thì nốc. Ơi, sao kỳ vậy. Chui ra, chui ra. Để dám chui. Có cái này bắn nổ. Ôi sao nó không nổ. Nói vậy. Đậu phỏng xong mày trúp đúng lúc á. Này. Tao bật rồi nha, chui ra nhanh. Chui ra. Đi thôi phiêu. Có thằng nấp. Có thằng nấp. Phiêu à, nó nấp kìa phiêu. Ghê quá phiêu ơi. Tao sống nổi qua hôm nay không phiêu. Xuống rồi. Ui. Đừng có đứng đó mà bắn lén. Không hay tí nào hết á. Tao sẽ giết từng thằng một, hiểu không? Chết, lụng đít. À, tôi chui đầu ra nè. Sao nó né hay vậy? Cái đinh công mạnh mày. Từ từ phiêu ơi, phiêu đâu rồi phiêu? Ủa mày đâu rồi phiêu? Ê, có chừng chết phiêu ơi. Chờ chờ tao phiêu, mày đâu rồi? Sao mày ở đâu vậy? Mày núp đâu vậy? Tao thấy còn thằng. Tao biết là mày núp ở đây mà. Còn thằng nào nữa? Ôi, thằng mày lại đứng đây hả phiêu? Làm tao hết hồn. Tưởng mày đi đâu rồi. Phiêu ơi, từ từ phiêu, tao bắn phiêu. Ngon. Ôi, may cho mày tao hết đạn rồi nha. Cũng chết thôi. Từ từ phiêu ơi, tao lấy súng ra phiêu. Ôi, súng này tao không có. Tao cầm AK. Ôi. Anh đừng làm thế với em. Ê, phải cái này không phiêu. Tí nữa mới có nhầm. Đi phiêu. Tụi nó kìa phiêu ơi. Đông lắm phiêu ơi. Tụi mày đông vãi. Đông thì cũng chết thôi. Mày. Ôi, thằng nào bắn tao. Chơi mà bắn lén thôi. Còn thằng nào nữa. Ôi. Thằng nào à, tao thấy mày rồi. Chui lên. Chết. Đi phiêu. Phiêu. Ê máu kìa phiêu. Ôi. Lâu quá. Chết. Chú đá. Chết. Lên. Chờ tao phiêu. Ê mày chạy đâu nhanh vậy. Phiêu đâu rồi. Đừng bỏ em phiêu ơi. Phiêu à đừng bỏ em.
ghê quá kìa, đông quá kìa ơi. Mày bật chết. Thằng nào dè? Ui, nó kìa phiêu. Nó bắn ra kìa phiêu ơi. Còn thằng nào không phiêu? Chỉ tao bắn chơi coi. Ui nó bắn ra kìa phiêu ơi. Cái đậu phộng mày núp à. Này thì núp. Đi phiêu, ui còn á. Đâu? À đây. Khói mù mịt chẳng thấy gì hết. Này bắn này. Chết. Đi phiêu, chưa. Ui. Nó bắn tao kìa phiêu ơi. Rồi vậy. Có cái thằng nào bắn đây? Tao thấy mày rồi. Này thì bắn. Chú lên. Ngon chú lên. Thằng này chết chưa? Chết rồi, đi phiêu. Phiêu. Sao vậy? Còn nào trong này hả? Ôi. Mày chưa chết phải không? Chưa chết hả? Chết. Ê, mày cũng ngồi hả? Tao ngồi luôn. Nicole. Nó đang lấy tiền đi hay sao kìa. Đập cửa. Ủa nó chạy rồi. Dĩ theo nhanh. Dĩ theo. Đậu phộng nó chạy mất tích luôn kìa. Dĩ theo. Trời còn ngồi đó. Lên. À tụi mày liều. Đứng dưới bắn tao à. Không có đâu ha. Chết. Nhảy xuống luôn. Ui dạ. Sao mày không run liên vậy. Nhảy lại đi phiêu. Phiêu ơi. Phiêu rồi phiêu. Phiêu. Mày đâu rồi? Nhìn lên nó chạy mất tích giờ. Ủa nó chạy kìa phiêu ơi. Lên xe phiêu. Nhìn lên phiêu. Nhìn lên phiêu ơi, mày chậm chạp quá phiêu. Tao nhất định không để nó phát đâu phiêu à. Mày bắn đi nha phiêu, bắn nó đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Ui, chết. Ui da. Ê, mày có sao không vậy Phil? Đứng lên nhanh. Chết cha nó tới cái thằng khốn nạn. Ồ cha nó lên. Nếu lên lại Phil. Tí xíu nó bị cái bụng nó đè chết. Nhanh lên Phil à. Phải nhanh lên thôi Phil à. Nó chạy mất giờ Phil à. Không để nó chạy mất được. Nó ra đường rồi. Đi theo thôi. Ui, nó này nè. Ủa phải nó. Nhầm, đây nè, chiếc này luôn rồi. Ui, cái xe tải. Phải. Bắn nó đi Phil, bắn nó đúng rồi, giỏi lắm. Bụng cái xe. Ui, gì á. Bụng cái xe hết chạy. Đúng chưa? Ui. Chà bắn cái kiểu này chừng nào nó mới xong. Ui. Ui. Wow. Ui. Nguy hiểm vãi. Tao bắt mày phải đứng lại cái thằng cờ đó. Ôi. Hay. Mày đã ra đường rồi sao? Hết chạy. Rồi nó chết rồi. Ôi cảnh sát nữa. Vãi. Sao? Nhanh lên cảnh sát tới giờ. Xuống xe. Lấy tiền. Tiền đâu? Ở tiền này. Ui. Đừng ở đâu. Rồi chạy nhanh lên Phil ơi. Phil à. Có chừng chết Phil à. Nhanh lên Phil. Cảnh sát bắn nó Phil à. Mày đâu rồi Phil?
Ê, có xe này, View, nhanh lên View ơi. Nhanh lên View, tao không có thời gian đâu. Tao không đợi mày được đâu. Nhanh lên View, cảnh sát tới kìa View. Đúng thôi View ạ, à, chết cha lũ mấy xe luôn. Cái địch con mở nó lên, nó bắn lũng bánh xe rồi. Rồi thôi xem. Thôi, gắn chạy thôi. Nhanh lên Phil à. Nó quên mình lái mà điện cơ Phil. Nãy giờ quen miệng. Mấy cái thằng cảnh sát này có một sao thôi mà. Tao lỡ bắn chết người thôi mày làm gì ghê vậy? Mấy anh phải hiểu cho cái hoàn cảnh của em lúc này. Cái hoàn cảnh em giờ nó khó khăn lắm, em phải làm việc này, nó hiểu mấy anh hiểu chứ. Mấy anh bắt em làm quái gì? Mấy anh bắt em về mấy anh tốn cơm, em ăn ghê lắm á. Hoàn cảnh của em bây giờ vợ con nheo nhóc, 10 vợ, mấy chục đứa con. Anh phải hiểu cho em chứ, anh em phải giết người để cướp tiền. Em phải làm những chuyện mà phi pháp ấy, mấy anh hiểu không? Mấy anh mà không hiểu rồi em thông đích mấy anh, thông nát đích mấy anh luôn, em thiến hết giờ đó. Ôi mình chạy đâu thế này? Sao nó chỉ mình vô cái đường gì á? Đây, đây, đây. Đây mới đúng nè. Đây chạy tầm bậy không à? Yeah, cảnh sát vừa dưới tới lui. Cảm ơn Nico. I just wish I hadn't been put in that position. Keep safe and enjoy the money. Ciao. Okay. Như nó kêu mình giữ tiền luôn hả? Hả? À đù, à đù. Được 250.000 đô. Vãi. Thế là mình có nhiều tiền vãi rồi. Giàu to rồi. Gọi cho Roman. Well, cousin, we're rich. You work with Dimitri? Anh đã làm đó, anh làm việc với Dimitri vậy. But he didn't get you killed. You got the money and you survived. We will celebrate at the wedding reception. Cheer up, Nico. All right, Roman. Today is your and Mallory's day. I will be happy for you both. À, vậy là Roman rất là vui khi mình biết mình đã có được một số tiền lớn. À, nói chung là anh em mình đã giàu to. Nhưng mà chuẩn bị tới đám cưới Roman nữa rồi. Đúng là niềm vui nhân đôi đúng không? Ok, vui rồi. Hôm nay mình quay tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi từ nãy tới giờ. Hình như tập này mình nhắc tên thằng Phil chắc cả trăm lần. Thôi ok. Hẹn gặp lại các bạn nhé phần sau nha. Nếu thấy thích thì nhớ nhấn like nha. Ok, bye bye.